ở bảng B, ngoài Hàn Quốc được đánh giá vượt trội, các đại diện Tây Á còn lại đều có cơ hội ngang nhau để giành tấm vé thứ hai tham dự World Cup 2026. Và tất nhiên, Oman cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, ngay ở trận khai màn, Oman đã có thất bại đáng tiếc ngay trên sân của Iraq. Đây là trận đấu mà Oman đã chơi tốt nhưng cuối cùng vẫn không thể ra về với một điểm. Việc không có điểm số trên sân Iraq chắc chắn là kết quả không như mong đợi của Oman. Ở lượt trận thứ hai, Oman được quay trở về sân nhà để tiếp đón Hàn Quốc. Đây thực sự là thử thách không dễ để vượt qua của đại diện Tây Á, khó khăn hơn cho Oman khi Hàn Quốc vừa để Palestine cầm hòa ngay trên sân nhà ở lượt trận khai màn hôm 5 tháng 9. Với đội bóng mạnh nhất nhì châu lục như Hàn Quốc, việc để đội cửa dưới như Palestine cầm chân là kết quả gây thất vọng lớn. Sau trận gia quân không thành công, tân huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc Hong Myung-bo đang chịu rất nhiều áp lực. Son Heung-min cùng các đồng đội không thể tiếp tục đánh dây điểm số trên sân của Oman. Hàn Quốc hiểu rằng họ buộc phải dành 3 điểm để tạo ra những lợi thế ban đầu trong cuộc giành vé tham dự World Cup 2026 ở bảng đấu này. Thất bại bất ngờ trước Palestine đã dấy lên những lo ngại về phong độ của đội tuyển Hàn Quốc. Dù vậy, với lịch sử đối đầu và phong độ ổn định khi thi đấu trên sân khách, Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn ở trận đấu sắp tới với Oman. Mặc dù Oman đã thể hiện một hình ảnh khá tốt ở trận gia quân, nhưng việc đối đầu với một đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm như Hàn Quốc sẽ là một thử thách hoàn toàn khác. Lịch sử đối đầu cho thấy Hàn Quốc thường xuyên giành được kết quả tốt khi làm khách tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, Oman cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đội tuyển này đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây và họ sở hữu một lối chơi khá khó chịu, đặc biệt, lợi thế sân nhà sẽ là một vũ khí lợi hại giúp Oman gây bất ngờ trước Hàn Quốc. Trong tổng cộng 4 lần đụng độ trước đây giữa hai đội, Hàn Quốc đạt thành tích bất bại khi thắng 2 và hòa 2. Trận đấu gần nhất giữa hai đại diện đã kết thúc với tỷ số 1 không nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ ASEAN Cup 2015. Đội tuyển Oman mặc dù rất nỗ lực nhưng đã không thể giành về điểm số trong chuyến làm khách tới Iraq ở lượt trận đầu tiên. Sau chuỗi 6 trận đấu bất bại, tuyển Oman đã để thua không một trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Họ đã vượt qua vòng loại thứ hai nhờ nhánh đấu dễ thở với Kyrgyzstan, Malaysia và Đài Loan nhưng thử thách mới chỉ thực sự bắt đầu với thầy trò Jaroslav Sihavi. ở phía đối diện. Hàn Quốc đương nhiên là ứng viên sáng giá cho tấm vé tham dự World Cup 2026. Họ đang nắm giữ vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải đấu lớn châu Âu. Tuy vậy, tuyển Hàn lại đang cần một màn trình diễn đẳng cấp để lấy lại tinh thần sau khi bất ngờ để hòa Palestine không, không ngay trên sân nhà. Trang phân tích Sport MOLE đã đưa ra góc nhìn tổng quan cho trận đấu giữa Oman và Hàn Quốc. Theo đó, Đội khách được đánh giá cao hơn và chiếm tỷ lệ giành chiến thắng lên đến 56,17%. Về phía Oman, khả năng tạo nên bất ngờ của đại diện Tây Á chỉ là 20,85%. Cơ hội để hai đội hòa nhau cũng chỉ đạt ngưỡng 22,99%.